Chào các bác nhé. Gửi lời chào toàn thể anh em. Trong clip hôm nay giới thiệu với các bác một cái mẫu túi đeo hông. Mẫu túi đeo hông mà anh em đang mong đợi rất là lâu. Cái mẫu túi này hết hàng cũng rất là lâu rồi mới có hàng lại nhé. Mẫu túi đeo hông màu rèn di nhé, màu rèn di đốm, xanh rèn di đốm, rất là phong cách các bác nhé. Đây, đây các bác nghe tôi giới thiệu cụ thể cho các bác về chất liệu vải này, về cái dây đeo này. Đây các bác nhìn thấy nhỉ, hàng rất là chắc chắn nhá. Em quay gần cho anh em xem này, đường may chỉ chắc này, dây này cực kỳ luôn, khóa cũng chắc nhá, khóa nhựa to này, nhẹ nhàng mà độ chắc thì rất là tốt. Đấy. Cái dây này thì có thể là tuôn rộng ra hoặc nhỏ vào phù hợp với các bác có bụng to hoặc bụng nhỏ. Giờ tôi giới thiệu cho các bác về cái chất liệu vải nó đây. Nó là vải rèn di bố này, hai lớp các bác nhé. Đấy, trong ngoài là có lớp da này, trong ngoài là nắng da, lớp trong ấy là nắng da này, trong ngoài là lớp vải bố này. Đấy, các bác nhìn kỹ màu sắc thì như này nhé, màu sắc thì thực tế đây, số lượng hàng thì cũng có khá là nhiều, các bác liên hệ nhé. Tôi giới thiệu về các ngăn. Đầu tiên là cái ngăn ở phía trong này, ngăn trong này là cái ngăn kín đáo để cho các bác có thể để những tài liệu giấy tờ nhé. Ngăn nào cũng có khóa kéo, khóa kéo là có cái dây kéo như này. Đấy, nhé. Vừa đẹp vừa phong cách đây các bác nhé. Còn phía trước này các bác nhìn thấy cái dây này, cái dây này thực ra là để trang trí thêm thôi, nó cũng rườm rà lắm, tôi dùng thì tôi bỏ ra luôn, và tôi khuyên các bác có dùng thì cũng tháo dây này ra. Đấy, tháo dây này ra nhìn cho nó gọn gàng, nó đơn giản nhé. Đây là cái ngăn trong cùng nhé, ngăn trong cùng này. Tiếp theo đến ngăn thứ hai, ngăn thứ hai là cái ngăn khoang rộng nhất, gọi là ngăn chính này. Đấy, ngăn chính này, ngăn khoang rộng nhất này, ngăn này để được rất nhiều đồ nhá, để quyển sổ nhỏ này, để điện thoại này, hoặc là để tiền này. Đối với các bác mà đi săn bẫy ấy, thì có thể để luôn được cái bộ giò gà. Tôi ví dụ như đây là bộ giò gà này, bộ giò đá Thái Lan, chân inox cam lụa nhá, các bác để ở đây luôn được, thả luôn bộ giò gà đây được. Thì đây chỉ nên để được cái bộ giò đá với hệ giò đa năng thôi. Còn giò móc chuối thì nó sẽ hơi dài, giò móc chuối hơi dài thì các bác để ở đây nó sẽ cong giò quá, nó sẽ hơi cong giò quá nhé. Đấy, thế còn sẽ để được cả cái loa điều khiển luôn đấy nhé, các bác có loa điều khiển thì các bác để luôn. Đấy, để luôn cái loa điều khiển cho này được. Đấy là cái ngăn, cái này là cái ngăn chính nhé, ngăn chính. Đấy, ngăn chính cũng đều có khóa nhé, khóa rất là đẹp, khóa rất là đẹp luôn, dây kéo chắc chắn này, phong cách nhé. Tiếp theo là cái ngăn chính thứ hai, là cái ngăn phía trước thấp này, ngăn phía thấp này. Đấy, ngăn này giúp cho các bác để điện thoại hoặc là để tiền. Cái bề dày của nó khoảng 2 phân mấy 3 phân, để rất là nhiều nhé các bác nhé. Đấy, đây túi này để cho anh em đựng thuốc lá, đựng hộp quẹt hay là đựng giò cu gáy, những cái loại vận dụng nhỏ hơn. Tiếp theo nữa thì có cái ngăn phụ tiếp, ngăn phụ bé này. Đấy, ngăn phụ bé này thì giúp cho mình để mấy cái giấy tờ nhỏ để mình ghi chú, ví dụ như là phiếu điện thoại hay là phiếu gì đó chẳng hạn, mình thả vào đây. Thế còn cái phần nhám trên này này, phần nhám trên này là phần gọi là nó làm để trang trí thôi, để trang trí thôi. Còn các bác mà có những cái mà khác mà muốn dán ở đây ý, đây là phần mềm đấy, các bác có cái phần cứng nữa, phần nhám cứng này các bác sẽ dán ở đây được. Thế còn bản thân nó chỉ là gọi là để trang trí tạo điểm nhấn thôi nhé. Đấy, đây này. Em ơi. Phần này nhá, giải điện thoại rất là hay này, giải điện thoại ở đây. Nói thêm với các bác nhé, các bác nhìn video, nhìn cái mẫu túi như này này thì các bác cảm thấy là nó xấu, nó hơi xệ xuống nhá, hơi xệ xuống, đeo vào nó nhìn nó khó, nó khó chịu, hoặc là nhìn cái mẫu nó không đẹp. Nhưng mà thưa với các bác là khi mà các bác đeo thực tế rồi ấy, nó rất là phù hợp mà nó rất là hay. Cái này lúc đầu tiên mà tôi mới nhìn ấy thì tôi không ưng đâu. Đấy, nhìn thấy nó sợ quá. Nhưng mà khi đến lúc mà đeo thực tế mà dùng rồi ấy, thì rất là thích, rất là hữu ích nhá. Đấy, rất là hay. Hay hơn cả cái túi mà nhỏ hơn. Cái túi nhỏ hơn ngày xưa mà tôi có bán mà là 170 ấy, mà các bác nó chỉ có hai ngăn thôi ấy, nó không có cái bầu dưới ấy, nó không có bầu chéo dưới ấy. Cái này tôi vẫn hơi rộng, tôi cho nhỏ cái dây đeo lại chút nhá. Đấy, nhỏ dây đeo chút.
rồi. Cái này thực tế mà các bác dùng nó rất là hay luôn nhá, rất hay. Đây, thứ nhất phần điện thoại hay phần gì chính mình để ở đây, và cái sức chứa của nó rất là nhiều, rất là nhiều luôn, để mấy cái điện thoại được, để bao thuốc này, để dò bẫy này nhá. Thế còn riêng cái ngăn trong này các bác sẽ để được cả cái loa điều khiển từ xa vào đây, để cả cái loa điều khiển từ xa đây. Khi mà các bác nhìn thấy cái túi này không này, đấy, thấy túi này không này, các bác thấy nó chẽ chẽ thì các bác cảm thấy là nó hơi xấu, nhưng mà khi đeo lên người mình ấy là nó ôm sát vào cái bụng mình này, ôm sát vào người mình này, nhìn nó rất là gọn gàng, rất là gọn gàng nhé. Đấy, cái này phải chia sẻ với các bác là đôi khi mắt thường mình nhìn thấy vậy nhưng mà nó không phải vậy đâu nhá, không phải vậy đâu. Các bác dùng thực tế rồi, các bác đã trải nghiệm qua rồi thì mới thấy nó khoái, mới thấy nó thích. Còn nhiều khi mà nhìn em nói như vậy bảo là thấy nó xấu xấu, nhưng thực ra là nội thất ở trong rất là hay, các bác xài qua lần rồi lại mê luôn. Đấy, cái đấy là phải bảo trước với các bác như vậy nhá. Còn nhiều khi anh em nhìn bất chợt thì thấy cái form này thì bảo nó là hơi xấu, hơi chạy, nhưng mà khi các bác dùng thực tế như này này, nó rất là hay luôn, rất là hữu ích. Đấy, ngăn nào cũng xúc chứa nhiều, đựng rất là tốt. Và riêng cái ngăn trong này này, đây, các bác mà gọi là giao găm ít tiền vào đây thì cực kỳ hay luôn. Đấy, nới lỏng ra một chút, các bác đừng đeo chặt quá để cho nó dễ chịu. Đấy, cái phần này này mình có tiền kín, mình được kéo ra đây này. Đây, đấy, kéo kín ra cũng có để được tiền luôn nhá. Đấy, cái này nó rất là hay nhá các bác nhá, rất hay. Đây này, phần trong này, đây phần trong này, đây dành cho các bác để tiền kín vào trong này. Nhìn vậy thôi nhưng mà ngăn nào cũng có tác dụng, ngăn nào cũng chứa được, rất là tốt, rất là rộng nhá. Và cái này thì đeo này nó gọn gàng, nó gọn gàng cực kỳ luôn, thể hiện phong cách. Thế còn đối với các bác mà đi chợ đi búa mà cần tiền để giả để thối ấy, thì mình lấy đây rất là tiện này. Thế còn như tôi hàng ngày tôi đi cũng tôi vẫn dùng túi này, điện thoại, sổ nhỏ, bút, giấy tờ nhỏ nhé. Đấy, cái dây nồng hoàng này này, đây tôi bỏ nó ra, các bác thấy nó gọn gàng, bỏ ra nhé. Lưu ý với các bác thêm nhé, đối với mẫu túi này mà cái kích cỡ ấy nó to hơn, nó to hơn cái mẫu này, túi này này nó to hơn nhé. Nếu mà nó to hơn thì tôi cũng công nhận với các bác là nó xấu, nó to xè tới đây luôn này, nó to xè tới đây luôn, khi các bác đeo vào nó ôm hết bụng của mình luôn, nhìn nó rất là xấu và nó lại rộng hơn, nó chảy hơn rất là nhiều. Đấy, đối với cái mẫu túi to hơn đấy thì các bác kéo ra này, hiện giờ tôi cũng không còn cái túi nào to hơn nữa, lúc trước thì có nhập được mấy cái nhưng mà nó rất là xấu thật đấy. Khi các bác giãn ra này, nó sẽ dài ra tới đây luôn, nó dài từ đầu ngoài này này, dài từ đầu ngoài này cho tay tôi chỉ này sang tới bên này luôn này. Đấy, nó rộng hơn, cái bài này nó chảy hơn. Khi các bác đeo ở đây nó rất là lồm cồm, đấy, nhìn nó xấu thật. Mà cái đai này, cái đai đeo này nó cũng to, để phân biệt được cái túi to ấy, các bác nhìn cái đai này, cái đai này nó to, nó to bằng cái miếng nhám này luôn đấy các bác nhé, to bằng cái miếng nhám này. Đấy, cái bản này này, đây to so sánh cho các bác xem nhé. Đối với cái mẫu nhỏ, đối với mẫu túi nhỏ, form nhỏ là cái đai nó sẽ nhỏ như này thôi. Đấy, cái dây đeo nó nhỏ này thôi. Thế còn đối với cái mẫu to, nó thô hơn ấy, là cái dây đeo này to bằng cả cái miếng nhám này luôn. Thì cái mẫu đấy là cũng phải chia sẻ với các bác luôn là mẫu đấy cực kỳ thô, nhìn rất là xấu. Thế còn đối với mẫu này thì rất là tuyệt vời, cái này là tôi dùng hàng ngày luôn nhé. Đấy, giới thiệu với các bác một cái nô túi rèn di. Đấy, túi rèn di, cái này thì nó là 200.000 một túi nhé các bác nhé, 200.000 một túi, đã bao gồm cả cước phí chuyển phát về đến nhà nha các bác. Các bác nhận hàng xong xem hàng và kiểm tra hàng rồi đặt tiền cho người giao hàng nhé. Thế còn đối với cái mẫu túi mà ngày xưa tôi có bán ấy, nó nhỏ bằng cái này thế này, nó nhỏ bằng cái này thôi, nó có 2 ngăn thì nó là 170, thì túi đấy nó gọn gàng hơn nhưng mà cái sức chứa nó sẽ ít hơn. Đấy, còn các bác mới nhìn thì các bác thấy nó không được đẹp, nhưng mà các bác đeo lên ấy, tôi cam đoan, tôi cam kết với các bác luôn là hầu như bác nào cũng thấy nó ưng ý, nó phù hợp với mục đích mình sử dụng, nó rất là ưng ý luôn. Đấy nhá, bề ngoài thì nhìn sơ sơ thì như này thì các bác thấy là nó hơi thô, nhưng mà khi mình dùng rồi mình mới thấy nó sướng. Đấy nhá, cực kỳ xuống luôn, rất là sướng các bác nhá. Đấy, đựng rất là nhiều đồ. Rồi, cảm ơn các bác đã theo dõi. Mọi thông tin các bác vui lòng liên hệ với lại
các số điện thoại mà tôi ghi bên cạnh tiêu đề hoặc số điện thoại bên dưới màn hình. Hàng ship COD đi toàn quốc, nhận hàng, kiểm tra hàng, thanh toán tiền cho người giao hàng nhá. 200.000 một túi. Xin cảm ơn các bác đã theo dõi clip nhá. Một số các bác hỏi túi này rất là lâu rồi, các bác cập nhật được video được vui lòng liên hệ với shop nhá. Rồi xin cảm ơn các bác. Các bác mua túi này thì các bác vui lòng nói với shop là tôi mua túi rèn di đốm, rèn di đốm xanh, rèn di đốm xanh nhá. Tại vì ngoài cái mẫu này ra tôi còn shop còn rất nhiều mẫu khác, mẫu này mẫu rèn di đốm xanh. Rồi các bác, xin cảm ơn các bác, hẹn gặp lại các bác trong những cái clip sau nhá.